Ngày 20 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Đầy, sinh năm 1999, Trịnh Hữu Phát, sinh năm 2001, Phạm Thanh Thuế, sinh năm 2004, Vũ Trường Sơn, sinh năm 2001, Lê Văn Đại, sinh năm 2000, Lương Minh Mến, sinh năm 2000, Nguyễn Đức Quyền, sinh năm 1999, Nguyễn Trọng Nhân, sinh năm 2003, Nguyễn Minh Quang, sinh năm 1994 và Quỳnh Quốc Thái, sinh năm 2000, nơi cư trú của các bị cáo tại thành phố Châu Đốc. Tòa xét xử các bị cáo về tội cố ý gây thương tích và tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 134 và Điều 318 Bộ Luật Hình Sự. Theo nội dung kết luận tại cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Châu Đốc, xuất phát từ việc Nguyễn Văn Đầy cho rằng bị Lê Thanh Phong, nhóm của Nguyễn Quốc Hùng nhìn đểu, Đầy đã rủ rê cầm đầu nhóm bạn tìm đánh Phong, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nhóm, nên nhóm của Đầy gồm Đầy, Trịnh Hữu Phát, Phạm Thanh Thuế, Vũ Trường Sơn, Lê Văn Đại, Lương Minh Mến, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Trọng Nhân sử dụng dao tự chế, ống tiếp kim loại đánh nhau với nhóm của Hùng. Sơn, Phát và Thuế cầm ống tiếp kim loại, dao tự chế đánh, chém Đặng Hoàng Lâm gây thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 18%. Ngoài ra, Đầy, Mến, Huy và Nhân còn sử dụng dao tự chế truy đuổi đánh nhóm của Hùng. Nguyễn Minh Hoàng và Quỳnh Quốc Thái sử dụng ly thủy tinh, giỏ các nước ngọt đánh lại nhóm của Đầy, gây mất trật tự công cộng. Vì vậy, Đầy, Phát, Thuế, Sơn, Đại, Mến, Huy, Nhân, Hoàng và Thái phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành vi đã thực hiện. Tại phiên tòa xét xử trên cơ sở kết quả thẩm vấn tranh tụng và xem xét các tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Đầy 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Đầy phải chấp hành là 5 năm tù. Bị cáo Trịnh Hữu Phát 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Bị cáo Nguyễn Minh Hoàng 2 năm tù do bản tổng hợp hình phạt 8 năm tù của bản án số 10 ngày 11 tháng 3 năm 2022 buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung. Bị cáo Nguyễn Trọng Nhân 1 năm 6 tháng tù. Bị cáo Phạm Thanh Thuế 1 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lương Minh Mến 2 năm 28 ngày tù. Bị cáo Vũ Trường Sơn, Lê Văn Đại, Huỳnh Quốc Thái và bị cáo Nguyễn Đức Huy, mỗi bị cáo 2 năm tù.